Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì cái clip này thì mình làm để mình tham khảo, mình hỏi ý kiến của các bạn, đặc biệt là anh em nào làm bên xây dựng nha các bạn. Thì mình làm nhà thì cách này cũng 2 năm rồi các bạn, nhưng mà cái nhà khi mới làm xong thì người ta trích cái mấy hộp này các bạn. Cái đây là cái hộp này. Còn đây là mái tôn này, mà khi mà cái tôn tôn lá như thế này người ta ép vô chỗ này, xong người ta mấy thợ hồ người ta tráng các bạn. Thì cái lớp tô tường này nó khá mỏng, với lại là nó nằm ở trên tôn, nó không có ăn tôn, mà bây giờ nó bể, nó rời ra như thế này. Thì khi mà trời mưa nước nó tạt vô trong các bạn, thì nó sẽ rỉ xuống theo cái mép tường, nó sẽ chảy theo mép tường, nó chảy xuống dưới nhà. Bây giờ mình muốn tham khảo ý kiến của anh em, coi hoặc là anh em nào mà bên ngành xây dựng thì càng tốt nha các bạn. Thì bây giờ khắc phục cái tình trạng này nó như thế nào. Đây là xung quanh nhà mình các bạn. Thì nó sẹp hết toàn bộ luôn nha các bạn. Nó bị bong tróc toàn bộ xung quanh viền luôn, chứ không có riêng gì một bên hết. Đúng không? Như chỗ này thì còn dính lại đôi chút nè, là khi mới xây thì nó dính lại như thế này. Nhưng mà dù cái này nó chưa bể thì nước mưa nó tạt vào nó vẫn là rỉ nước vô trong cái mép tường và nó xuống trần nha các bạn. Đó, thì chỗ này thì nó vẫn còn này. Còn đa phần là những chỗ như thế này thì nó đã bể rồi. Có những chỗ thì nó rất là mỏng, như chỗ này thì hơi dày nè. Đó, các bạn thấy xung quanh này nó bong tróc rồi hết như thế này. Giờ mình muốn tham khảo ý kiến của anh em là giờ làm như thế nào để cho nó khắc phục cái tình trạng này. Thì cái hướng giải quyết của mình thì mình định mua thêm một cái tấm tôn phẳng mà không có sóng như thế này. Mình sẽ đắp từ ở trên xuống này cho nó nhanh các bạn. Thì mình bắn dọc theo cái tường này, mình ốp từ mé ngoài này vô tới đây luôn, xong rồi phủ xuống đây luôn các bạn. Thì nước mưa nó không có tạt vô thì nó sẽ không có xuống nữa. Hoặc là cách thứ hai là mình sẽ đục hết cái này ra, mình gỡ, mình dùng máy cắt hoặc là mình dùng đục để mình đục ra, đục nửa âm vô nửa bức tường nha các bạn. Thì mình đục từ cái mé này thôi, từ cái mé ngay cho tôn này mình đục vô, rồi mình xích tấm tôn vô thêm cỡ 4 phân 5 phân gì đó, tại vì tường này là tường 20 lần các bạn. Bên phía này tường 20 và mình ép cái tôn dẹp này vô cho nó dày hơn, nó sâu hơn vô trong tường để mưa nó khỏi xuống. Đó là cách thứ hai. Còn cách thứ ba thì mình tháo hoàn toàn cái tôn phẳng này ra và mình đi mua ngói về, cũng là đục luôn các bạn, hoặc là dùng máy cắt mình cắt. Không, mình sẽ dùng ngói mình đắp theo từ nửa cái bức tường, đắp ra bên phía mấy tôn theo chết một nghiêng mặt phẳng, nghiêng cỡ một phân hay hai phân gì đó, không? Thì mình có những cái giải pháp như thế. Thì không biết là chọn giải pháp nào nó hợp lý. Theo mình nghĩ thì mình mua một cái tấm như thế này về mình phủ thêm ở trên thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà chi phí nó cũng khá tốn kém các bạn. Còn so với cách thứ hai thì mình đục âm tường vô và mình hạ cái mấy tôn này cho nó vô giữa tường và mình trích lớp xi măng ở ngoài thì nó nhanh hơn. So với cách thứ ba thì mình mua ngói thì nó lại đắt tiền hơn, và vừa đục mà vừa phải mua ngói nha các bạn. Đây, đặc biệt là những chỗ như thế này thì cái lớp tô rất là mỏng, nó nằm nó thấy gạch luôn các bạn, thấy không? Thấy cái tường gạch bên trong luôn, với lại nó hở này, không? Đặc biệt hở nhìn thấy rõ ràng luôn. Nhưng mà lúc làm thì mình nói thợ thì thợ người ta nói chung thợ quê các bạn. Tính là thợ nó gì nó cũng biết, nó hay cãi chủ nhà ấy, nên là nó làm nhiều khi mình không có ưng ý mà nói nó cũng không có được, nên là thôi đành chấp nhận, bây giờ coi như là tự xử lý. Tại vì cũng qua hơn 2 năm rồi các bạn, từ khi mới xây nhà thì mưa những trận đầu tiên thì nó đã bị rò rỉ, nó bị thấm nước vô từ trên tường nó chảy xuống rồi. Còn các cái vết tổ tường đồ nó nứt ra như thế này các bạn, đúng không? Những cái mí góc như là cái mí như thế này thì ở trên cái này thì ok rồi, cái này lót ở trên thì tạm được này, đúng không? Cái này coi như là tạm được. Còn cái mí góc ở phía này thì nó chưa được ok lắm này, đúng không? Do cái này đáng lẽ là phải nằm ở trên hơn này. Đó,
mà cái này bây giờ nó nằm dưới nên là nước nhiều khi nó chảy vô mấy cái góc này, bây giờ nó bị ói hết rồi. Bây giờ nếu mà mình phủ một lớp ở trên như thế này nữa thì nè, mua một cái xung quanh viền này hết thì nó cũng khá là nhiều. Nó coi 6 6 6 12 12 với 8 cỡ 20 m, cỡ 20 25 m các bạn, 25 m tới thì mua giá chắc nó cũng khá là cao so với mặt bằng ở nông thôn. À, mà bây giờ phủ thêm như thế này, phủ từ trên xuống mà không biết nó có giải quyết được triệt để hay không. Thôi trong cái clip này mình muốn hỏi anh em một số ý kiến, nếu mà anh em nào biết hoặc anh em nào chuyên làm bên xây dựng thì đề cử ý kiến cho mình, thì mình xin cảm ơn rất nhiều nha. Mình tạm thời mình để cái clip đây. Thì mùa mưa thì nó cũng sắp tới rồi các bạn, hôm nay mưa được 3-4 trận rồi, trận mưa đầu mùa. Nhưng mà mùa mưa chắc cỡ cuối tháng 5 này thì nó bắt đầu mùa mưa, thì ngày nào cũng mưa. Mưa nhỏ thì không sao, nhưng mà cứ mưa lớn, mà mưa đặc biệt là mưa gió các bạn, mưa từ hướng đông qua hoặc là hướng tây qua thì nó tạt rất là nhiều. Còn mưa hướng nam với hướng bắc thì đỡ, không? Tại nhà mình theo hướng quay mặt hướng nam các bạn, quay theo hướng nam thì hướng nam nó tạt từ trước tạt vô thì nó không có bị sao hết, không? Tạt từ trước tạt vô. Còn mưa hướng bắc thì gió hướng bắc nó thổi từ sau thổi tới thì không sao, nhưng mà nó thổi hai bên mé từ bên kia qua với lại là bên đông qua với lại bên tây qua thì nó tạt nó rỉ rất nhiều. Thôi mình cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Nhớ anh em cho mình xin ý xuất đề kiến, cái ý kiến đề xuất để gửi lại dưới bình luận bên dưới video này, mình xin cảm ơn rất nhiều. Thì hy vọng chỉ cần một hoặc là một bình luận, nhưng mà một bình luận có ý nghĩa thì mình đã có thể tham khảo và khắc phục được cái mái tôn của mình bị rò rỉ nước nha các bạn. Rồi mình kết thúc video tại đây và chờ bình luận từ các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.